Bạn thấy đáng thế. gì? Đây là mạng nhà tôi mà lát nữa thì mạng nhà ai không lát. Mạng nhà tôi Em đóng thấy giờ một tháng rồi đấy, gửi rồi đấy. Đây này, đọc đi. Rồi, ok. Hôm nay Đạo sẽ đạo diễn vụ hướng dẫn chúng ta làm đa ngôn ngữ ở trong Angular 2 cộng. Thì bắt đầu đi em. Trên màn hình thì bắt đầu đi, làm tạo một ứng dụng nhỏ nhỏ mới và làm từ đầu. Xem nó sẽ như thế nào. giờ làm luôn đấy. Chả làm luôn thì chả chạy. Giờ ngồi nhìn nhau à? Thì đây Đấy, đơn giản. thì đơn giản để làm đi. Tạo ra một project Angular mới đi, nhỏ nhỏ đi. Vâng, thế để đợi tí em đã. Thì đầu tiên là tạo cái một project mới. Các bạn khác theo dõi nhé. Cái việc làm website đa ngữ là chuyện bình thường, multi-language chuyện đấy bình thường, sau này kiểu gì các bạn phải dính, không ít thì nhiều. Sao nó hơi lắc. Cái cloud của thằng Google này là phải trả tiền đúng không? Và phải phải nhập thẻ Visa đúng không? Không phải trả tiền, nó miễn phí năm đầu này. Rồi thì biết là nó miễn phí năm đầu, nhưng mà có phải nhập thông tin Visa không? Có ạ. Đấy, thì có phải là đứa nào cũng có Visa để mà nhập đâu? Cái này em lấy của thằng khách kia À, chứ ai chả biết. Tôi em đang nó có đấy nhỉ. tính là hướng dẫn bọn backend của ứng dụng hoặc là của PHP biết sử dụng server một chút, nhưng mà nó bắt nhập visa vào thì hơi hơi ngại. Có cái tool nào nó gen được video không này? Mày điên à, làm sao mà gen được, cái đấy là mẹ thông tin liên quan đến tiền đấy. Em thấy chúng nó vẫn dùng visa để gen cái visa để chạy quảng cáo Facebook đấy. Bảy nó đi Có mua mà đấy, thấy. gen là được, Gen được cái thẻ. thế luôn. Nó có một cái thẻ chính xong nó gen ra được mấy chục cái thẻ khác mà. Đấy là Thế tại thầy bọn nó viết bán được thôi. Netflix các thứ nhiều đầy. Nhưng mà cái thẻ đấy nó không được xác thực. Cái đấy thì em không biết. Ừ. Em Ôi tạo sao xong lát chưa? thế nhỉ? Máy SIDA vậy. Để em tắt lại. Nãy em vừa dùng bình thường mà. Có sao đâu. Ấy, giờ mới được luôn.
là bọn PP này là mày SIDA ấy nhỉ. Ô thầy thấy cái kia phải phân quyền thì mới vào được thầy. Thì mới up lên được. Nhưng mà em up em đang làm gì đấy hả thằng của nợ này? Dạ. Đã tạo dòng project chưa? Nó đang tạo mà. Đã cài xong nó module đầu. À, ok. Còn thằng Cường Béo nó đâu rồi? Kìa rồi. Bao giờ xong thì gọi nhá, để tôi tranh thủ tôi vào tôi chấm bài phát. Chờ lâu quá. Đây, Nguyễn Ngọc Tiệp đây. Nó còn một lô một lốc phương phía các thứ không không nộp bài à em ơi. Tiệp nữa đây này, Tiệp đâu rồi? Tao vẫn nộp anh clip đây này. Ôi cái nút module này lâu thế nhỉ? Thằng lát thì nó lót còn chán đạo ạ. Máy 6 ổ đĩa. Thế mà vẫn lag. Sao ổ đĩa thì liên quan đến cái máy của ông? Liên quan lên thuyền. Nó đéo liên quan gì đạo ạ? Phải nói linh tinh. Nói thì em chia ra hết mà. Thì chia mấy liên quan gì? Nó nhẹ. Chẳng liên quan gì nó nhẹ cả. Mày linh tinh là ta linh tinh. Máy nhanh hay chậm nó liên quan đến CPU, liên quan đến RAM, liên quan đến cái tốc độ ổ cứng. Chẳng liên quan gì đến nhiều máy, máy em ơi, máy em vẫn dùng HD thôi, chứ có tiền mua SSD thôi. Thế mày chia ra đến 6 ổ cứng làm gì? À vậy. Nói câu mẹ để cả thiên hạ nó cười vào mặt cho. Ồ ai cười cười, kệ, chẳng quan tâm. Thôi thì làm gì có ai quan tâm. Ông Trinh ông treo gì ông Trinh gì mà 8365 đây này, cái thằng này tên là gì, Tăng Văn Trinh, không thể nào mà tạo được cái gì Fanen là cái gì thì không biết, chịu, chẳng hiểu nó đang làm cái gì luôn, này làm sao để ấy được, làm sao để đây xong rồi nha, có xong chưa, đây tạo xong rồi. Thì đầu tiên là phải tạo phải cái thư viện trên Slate về. Đâu thư viện nào? Đấy, từ em mang biết này. Đi. Bây giờ mọi người tạo cái này về nhá. Rồi thư viện này để làm gì? NGX translate http loader, cái này là cái gì đấy? Cái thư viện này để dùng để nó dịch cái thì nó biến những cái gì nói chung là để nó dịch thế nói thì nó khó dịch tự động à không nó chuyển từ đây em ví dụ nó chuyển từ các element tức là cứ ghi cái thẻ nào có chữ translate thì nó dịch. Vâng, nó translate nó dịch theo cái chữ title kìa. Vâng, nó dịch theo cái title bên trong này, được định nghĩa trong trong thư mục asset IMEI 8 nào. Rồi, tiếp tục đi.
Rồi cài cái đấy vào, xong tiếp theo làm gì? Tiếp theo cài cái này để chuyển đổi ngôn ngữ. Ừ. Tức là làm hai cái nút bấm đúng không? Vâng. Ừ. Rồi. Không sao nữa. Cài vào đi. Thì bước tiếp theo là phải vào amodun.ts ừ. để import cái hai cái thư viện này vào. Ừ. Đây chúng ta sẽ import cái translate loader và cái rồi import cái thằng HTTP client từ cái Angular com. Này về HTTP client module như nhỉ? Vâng, có cả hai mà này. À, cả hai. Hình như còn thiếu. À đây nữa. Translate. Sau đó import cái translate module này. Đó bụng thế nhỉ? Translate loader. Sau khi import bốn cái thư viện này vào ba thư viện này vào thì phải import cái class import function translate the factory. Này nó sẽ nhận tham số là HTTP là HTTP client để nó nhận biết được cái thư mục chứa cái tệp tìm đa ngôn ngữ ở trong thư mục accept. Cái này nó sẽ trả về translate HTTP loader, trong này sẽ là HTTP. Tiếp tục đi. Ở dưới phần import thì import cái HTTP module, HTTP client module. Sau đó phần translate loader sẽ for root. For root. À, không phải cái này. Translate module. Translate module. For root.
trong này nó sẽ là một cái object. Cái loader này nó sẽ cung cấp những cái thành phần cơ bản để có thể dịch được. Provide. Cứ xem đi, xem thoải mái. Provide này sẽ dùng cái translate module. Cái phần view factory này sẽ nó chính là cái phần translate loader factory này mà vừa định nghĩa. Dev này sẽ là HTTP client. Cái đấy là làm theo config ở trong cái hướng dẫn đúng không? Vâng. Ừ, rồi ok. Thì các bạn khác cũng chỉ cần sau này nếu mà cần thì copy lại cái phần này của Đạo thôi. Tiếp tục đi. Tiếp theo là phải tạo cái thư mục asset. Trong thư mục asset này nó sẽ có cái thư mục i18n. Ừ. Buộc phải làm như thế này bởi vì trong cái thư mục angular.json nó đã định nghĩa phần dịch đây, phần i18n đây. Cho nên là bắt buộc phải tạo thư mục i18n. Nhưng mà nó chỗ nào nó quy định là phải tạo ở trong asset? Đây đấy, em đọc cái này thì em cũng chỉ hiểu như vậy thôi. Thì rõ ràng là ông vừa mới bảo là bắt buộc phải tạo thư mục i18n ở trong thư mục asset đúng không? Vâng. Rồi, thế xong rồi ông bảo là bởi vì bắt buộc phải tạo như vậy bởi vì trong phần Angular JSON nó quy định. Nhưng mà trong này tôi có thấy cái chỗ nào nó quy định là nó bắt buộc phải viết vào trong cái là như ông nói đâu. Đúng không? Hướng dẫn nào làm vậy rồi. À, thì em thử cách khác rồi. Hướng dẫn thì có ai bảo gì đâu. Thử làm khác rồi nhưng mà nó lỗi. Cũng được cái gì? Rồi ok. Trong này tùy theo ngôn ngữ mà mình muốn thì có thể định nghĩa ra. Ừ. Nhưng mà nó phải đều là file JSON hết. Ừ. Đây, ví dụ. Xin chào. Rồi. Tiếp tục sang thư mục init. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với thư mục appcomponent.ts. Thư mục này thì tùy vào mục đích của bạn sử dụng thì bạn có thể đặt ở bất cứ đâu. Ừ. Nhất phải là import cái translate service từ Angular core. Ừ. Đúng nhỉ? Sai. Cứ bình tĩnh. À đây đây. Nhầm thư viện. Rồi cứ tiếp tục đi nhá. Tôi chạy ra đi vệ sinh, bắt đau bụng quá. Vâng. Thì ở đây chúng ta phải tạo một hàm constructor để nó sử dụng được cái translate service này.
này là sẽ cấu hình sử dụng ngôn ngữ mặc định. Nếu chúng ta muốn sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh thì sẽ sử dụng tên file của tiếng Anh, còn tiếng Việt thì sẽ sử dụng tên file của tiếng Việt. Đây là set default. Và tiếp theo chúng ta sẽ tạo một hàm để chuyển ngôn ngữ. Ở đây nó sẽ nhận một ngôn ngữ string. Cái này nó sẽ bằng là this translate human language. Thăm số đầu vào. Theo đến appcovenant.html. Ví dụ phải thì để dịch được chúng ta phải đưa cái thuộc tính translate này vào các thẻ. Sau đó chúng ta sẽ copy cái key của file vsun ném vào đây. Tiếp tục là tạo hai button để chuyển ngôn ngữ. Ở đây chúng ta sẽ set sự kiện click cho nó bằng cái hàm switch language vừa mới thực hiện trong appcovenant.ts. Xong rồi, bây giờ chạy nó. Anh em mới đổi giá đi đi kìa. Thì đây ví dụ là demo. Đây ví dụ phần demo đây. Sau khi ấn các button sau thì ngôn ngữ sẽ đồng nhất chuyển về một. Đây. Nếu là tiếng Việt thì nó sẽ chuyển về tiếng Việt hết.
Đấy, nói chung là nó chỉ có như thế thôi. Mọi người xem và làm theo là được. Đạo ơi, đợi thầy bảo chữa cái lỗi này đi, tao bị dính cái lỗi này. Bảo thầy chữa đi. Lỗi gì? Đấy, cái đấy. Nó lúc mà làm đa ngôn ngữ này. Ra từ outlet vậy luôn. Để cái gì đấy cũng được. Lúc mà làm đa ngôn ngữ xong ấy, làm y như cách này thì cái ra từ outlet nó không dùng nữa. Chẳng làm được cái gì đâu. Hình như cái này của tao hơi bị sida đi. Bật còn sâu lên trên nào em. Của tao cũng thế mà. Mấy ngày em thì bật còn sâu lên trên nào. F12 đã ơi. Từ từ. Đợt em 12 lên check lỗi nào. Đây. No provider for translate loader kìa. Translate loader sao trong này nó không báo lỗi gì nhỉ? Lỗi là được. Viết đấy kìa. Viết sai. Translate loader ở trong node module ra. À, app module đấy. Provider. Ở trong cái phần loader kìa, provide hay provider. Translate lên trên. Cứ bình tĩnh. À, translate loader nhỉ. Yeah. Đây, bố đâu? Nó không có nhà là gì? Đây. À. Tiếng Anh à, tiếng Việt này. Hơi lỗi kỹ thuật tí. Bình thường. Đấy nhá, phần em xong rồi nhá. Thầy nhá. Rồi. Sao? Đây, thầy check của em đi này. Thì anh kiếm Việt quá nhá. Ừ. Sang cái trang khác nào, page khác nào. Đấy. Đây tiếng Anh nhá. Page khác cơ mà, đường dẫn khác mà. Đấy. Chuyển sang tiếng Việt đi. Đây. Em đang học đây. Từ, back lại đây. Đây đúng không? Chuyển sang tiếng Anh nào. Không, cái này em set nó về đây trang chủ luôn mà. Phải chuyển luôn chứ. Phải chuyển luôn chứ. Thì vâng, thì đấy thích thì em chuyển luôn. Chuyển đi. Cái này đơn giản mà, có gì đâu. Tôi không biết, nhưng mà tóm lại là làm lại, làm lỗi. Rồi, ok. Xong phần của Đạo nhá. Rồi giờ đến của Cường Béo. Cường Béo đâu?
Em nói thầy. À, đâu phần của em vào làm về cái gì? Em bảo làm cái lấy dữ liệu từ comment này sang comment kia thông qua service. À, ok. Làm chưa? Làm rồi, em làm demo một cái ví dụ nhỏ. Ok, demo đi. Em xem màn hình rồi demo đi. Em tạo ứng dụng trên file click trên anh này nhé. Ừ. Em cứ xem màn hình của em đi. Vâng, vâng, đây em xem. Anh vừa tạo một cái project bằng Acrylic. Mình tạo hai component khác nhau. Component 1 và component 2. Hai component này không có quan hệ mà mình chỉ thông qua service. Mình cứ tạo một cái service nữa. Thường đặt là share service. Ở component 1 thì mình lấy một ông đang ngồi đâu, nó cứ rè 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 vậy. Em ngồi nhà này. Máy ông có kêu à? Âm thanh của anh Cường không tốt thế ạ. Âm thanh không tốt thế. Loa đài kém quá. Vâng, phải cho tiền mua lần mới rồi. Rồi, chạy đi xem nào. Vâng. Ở share service thì đầu tiên mình tạo cái component 2, đưa hai component đấy vào cái trang chính để mình dễ biết được cái thay đổi của nó thông qua dữ liệu. App có một rồi và app còn hai, app còn hai. Ok, hai component thì ở app còn hai thì mình sẽ lấy dữ liệu từ app con 2 sang app con 1 để hiển thị. Ở app con 2 thì đầu tiên để xem. Tạo cái share service thì mình đầu tiên là phải import cái behavior subject từ RGS. Đấy là cái để lưu dữ liệu từ dữ liệu từ component về service. Trong cái RGS thì có cái behavior subject. Ở service thì mình cho một biến là biến message đi. Ngủ thế. Nhanh lên Thằng Cường, buồn ngủ lắm rồi. Ông có thể dạy dỗ thế nào nó hấp dẫn hơn được không? Tôi đỡ buồn ngủ. Ông cũng buồn ngủ rồi. Gán cái biến này vào cái
mình gắn cái biến này là cái behavior, gắn cái tin nhắn này vào trong cái behavior subject. New behavior. Default đi. Thì gắn cái biến này xong thì mình phải tạo một cái biến, biến cái này gọi là biến lưu động. Nó sẽ tồn tại khi mình thực hiện cái action, cái event bằng và có cái hàm là ask over observable này là hàm observable, observable là hàm lưu dữ liệu, hàm lưu dữ liệu từ sau khi nhập cái này là sau khi nhập là lưu dữ liệu. Vâng, hàm lưu dữ liệu vào cái behavior subject. Và có một hàm là hàm tạo một cái event tên đó, tên this chấm current method. Lúc thực hiện hàm này thì nó sẽ chuyển tiếp đến cái giá trị tiếp theo mà cái observable đấy nhận được. Ở cái component 2 thì mình import cái share service. Ở trong cái hàm trong cái organic thì mình lấy giá trị từ cái share service ra, mình lấy giá trị default lúc nãy mình đã set cho cái current message ấy. Trên này rồi. Vì bây giờ mình đã mới gắn cái này là default mà. Mình chưa thay đổi nó vẫn là cái default này. Hiện tại nó vẫn là cái default này. MSG đi. Rồi được. Rồi nó bằng một cái biến luôn. Cái này mình phải tạo biến đó. Tạo một cái thực hiện sự kiện này là gắn cái thay đổi cái dữ liệu là
Chuyển từ default sang hello. Đấy, hiện tại thì cái Common 2 đang lấy dữ liệu từ xe sang là default. Ừ. Ở Common 1 thì mình cũng làm tương tự là... Cũng làm tương tự luôn, copy từ bên kia sang đi. Vâng. Ở trong Common 1 thì mình chỉ cần lấy là... Lấy cái... À, lấy cái dữ liệu thôi. Vì Common 1 nó đi sẽ đi theo Common 2. Chưa có cái share service. Xong hiển thị ra. Vâng. Trong dòng lên cho thêm cái thẻ VR vào. Vâng vâng. Đây là cái hai cái component đều lấy dữ liệu là cái default. Bây giờ cái component 2 em làm cách nào đấy để thay đổi giá trị của thằng default lên xem là không có được không? Em tạo ra một cái thẻ input. Khi mà text ở trong cái thẻ input ấy bị thay đổi thì cái chữ default nó bị thay đổi, thì xem ở bên kia nó bị thay đổi không, ở bên com 1 thì xem bị thay đổi không. À là lấy dữ liệu từ com 1/2 đúng rồi. Vì cái dữ liệu hello cái cứ làm thử đi. Sai thì sửa thì đẻ chứ có gì mà sợ. Đến hello. Đấy, tao chưa chạy này. Em đã bắt sự kiện cho cái button chưa? À, chưa. Là lấy dữ liệu từ Common 2 sang service. Và service là đẩy lại Common 1 thì cái Common 1 nó sẽ thay đổi theo dữ liệu của Common 2. Ừ. Bây giờ em thêm cho tôi một cái thẻ input vào ở Common 2 ấy. Input thành text. Input làm gì có thể đóng. Đấy, bây giờ cái value của thẻ input này bằng giá trị của cái mesh. Hoặc vuông cho value bằng cái mesh luôn, đúng không? Rồi bây giờ on chain cho nó đi, hoặc là on key down, on key up, key up làm gì có chữ on key up bằng làm nào để thay đổi cái mét kia, zip chấm gì đấy, à, không phải tôi xem lại à đây cái mét chấm tên à, hả, zip chấm lấy sự kiện từ số không, tóm lại là bây giờ cái ý của tôi như sau nhá, em có thêm một cái thẻ input ở trong này. Vâng. Bây giờ khi mà em thay đổi text ở trong thẻ input đấy thì cái chữ ở trong component 1 kia nó thay đổi theo. Thử nghĩ cách làm xem có được không?
Để thay đổi được thì em phải gọi được cái hàm git share trên hello đúng không? Vâng. Đấy thì em bây giờ em chuyển em gọi đến cái hàm new mess kia. Đúng không? Không hình dung à? Em gọi đến cái hàm này với cái local storage khác nhau cái gì thôi. Tí nữa nha. Nó đóng mở ngoặc. Rồi em truyền vào là $event.target.value ở trong cái cặp giống ngoặc ấy, ngoặc tròn này. $event.target target 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 đấy chấm value đấy. Em bỏ cái button ở phía trên kia đi. Xóa đi. Rồi. Vào trong cái phần TS đi. Vào trong phần TS đi. Đấy, em nhận cái hàm new mess kia, em nhận thêm một cái giá trị nữa, em viết một chữ này là value. Đấy, ở hàm train em thay cái value vào trong cái hello đấy, xong. Xóa hello đi, đúng rồi, value. Lưu nè, không được. À, thế này. Bỏ cái string đi. Rồi lưu xuống. Nó vẫn lỗi nhỉ? Em bỏ cái em comment dòng 16 vào. Rồi, ở dòng 15 enter xuống dòng console log value xem nó là cái gì. Console log. Console log với value ở trên tham số kìa. Chấm log. Rồi, đi xuống chạy đi, bật console lên. Rồi viết thay chữ default đi. Nhận đúng không? Nhận. Như vậy thì tại sao mà cái git share chain kia nó lại không nhận? Hàm chain là message. Từ biết lại cái thế nào? Biết lại cái đoạn uncomment dòng 17 đi xem nào. Đây này. Còn lỗi không? Được rồi, không lỗi. Rồi. Đấy. Được rồi, ok. Đấy nó là cái service mà nó dùng để tương tác. Hai component khác nhau thì quan trọng nhất là thằng service đúng không? Vâng, quan trọng là thằng service có cái service ra. Trong service có cái behavior subject. Đấy là cái quan trọng nhất. Đúng không? Đấy. Với có cái observable này là để lưu cái dữ liệu gần nhất để vào trong behavior subject để nó đẩy lên các cái component liên quan. Ừ, ok. Rồi. Anh tắt rồi nhé. Ừ. Đấy. Thì đấy nó là cái những cái các bạn nghiên cứu. Trong này còn có rất nhiều thứ khác nữa, ví dụ như là trong bài của các bạn thì các bạn hoàn toàn có thể là thêm cái phần sử dụng Firebase File Store cái gì nhỉ? Ừ đúng rồi, File Store nhỉ, Firebase. Ví dụ như này, trong này nó có phần Database này. Cái database này nó có hai loại database ở trong cái Firebase này. Một cái là real time database. Tức là một thằng thay đổi tất cả những cái thằng đang xem cái dữ liệu đấy cũng sẽ nhìn thấy luôn. Hoặc là chúng ta có cái phần cloud file store là cái này. Thì đây nó là cái cơ sở dữ liệu ở trong cái thằng Angular này. Thì chúng ta nếu mà chúng ta sử dụng
real time database hoặc file store thì chúng ta không cần phải dùng sử dụng thằng mock API nữa. Dạ, mock API tôi hướng dẫn các bạn để cho các bạn vì sao tôi không sử dụng cái cloud file store này. Bởi vì sau này các cái dự án thực tế chúng ta làm ấy thì cái dữ liệu mà được lưu trữ trên Firebase nó không nhiều. Bởi vì cái dữ liệu này không phải là do chúng ta sở hữu của Google, cho nên là hiện tại là người ta chưa được lưu trữ nhiều ở trên này. Và các dịch vụ trên cloud thì đều mất chi phí hàng tháng luôn ấy, thì các cái dự án người ta không thích. Do đó là cái việc chúng ta làm với mock API ấy, thì đấy nó là quay trở về với cái việc là sau này các bạn sẽ lấy dữ liệu từ các cái API được viết ở trong do công ty của khách hàng hoặc công ty của chúng ta viết ra các cái API, tức là các cái đường dẫn ấy, để cho chúng ta tương tác nó dễ. Thì cái cách làm hiện tại là nó khá là gần với cái cách làm trong thực tế sau này. Còn với cái cloud file store này có thể là sau này nó sẽ là một cái xu hướng mới, hoặc là các bạn có thể sử dụng, tìm hiểu và sử dụng nó để làm những cái demo cho mình. Được chưa? Thì nó cũng là một cái lợi ích rất là lớn. Đấy là tôi gợi ý thêm những cái kênh mà chúng ta có thể nghiên cứu thêm, mở rộng cái bài của chúng ta ra. Được chưa? Bởi vì trong cái phần mock API ấy, thì nó chỉ cho chúng ta rất là ít các cái tài nguyên thôi. Mà các cái API để truy cập các tài nguyên, ví dụ như tìm kiếm chẳng có này, đúng không? Rồi thì lọc theo một điều kiện nào đấy chúng ta không có. Đó, nó rất là tệ ở chỗ đấy, bởi vì nó là hàng free, chúng ta phải chơi theo cái hàng free đó. Nhưng mà với cái thằng Firebase, Firestore hoặc là bằng real-time database này, thì cái database do chúng ta tự quản lý, tự tạo mới, tự thêm, tự sửa, tự xóa, tự làm ra cấu trúc, thì cái việc chúng ta kiểm soát nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thì đây là tôi gợi ý thêm một cái kênh nữa để cho chúng ta có thêm công cụ để nghịch ngợm sau này khi mà chúng ta muốn nghiên cứu một cái vấn đề gì đấy. Được chưa? Thì sao lại màn hình như thế? Hả? Sao lại màn hình nhỉ? Ghi màn hình của thầy vào. Tôi vẫn đang xem mà. Không, nếu mà ấy thì quên xong đến lúc mà bọn em xem lại thì nó toàn những mặt thầy thôi. À, thế à. Đây này. Đây này. Thì các bạn có thể nghiên cứu thêm cái thằng... các bạn vào Firebase nhé, xong đó các bạn vào database. Được chưa? Trong database này nó có hai cái. Một cái là phần cloud, cloud file store, một phần là real time database. Thì hai phần này các bạn có thể là có thời gian hoặc là dành thời gian về nhà để châm cứu thêm, được chưa? Còn hai cái này ấy, thì tôi thấy cái hướng đi của người ta nó, tức là cách đây được khoảng vài năm mới nó đã có rồi, có thằng real time database rồi, thằng cloud file store thì nó mới có. Nhưng mà người ta sinh ra hai cái thằng này ấy, thì đa phần là dùng cho mấy ông làm mobile. Mấy ông làm mobile thì công ấy cần không biết viết backend, cho nên là công ấy cần cái chỗ để lưu trữ dữ liệu, thì công ấy hay sử dụng cái cloud Firebase này để làm cái database luôn, không phải viết server nữa. Thì cái mấy lão làm ứng dụng Android hay iOS thì sử dụng những cái này rất là nhiều. Đấy. Sau này các bạn cũng vậy, có ý tưởng gì hay hay mà cần làm mobile thì cũng có thể nghĩ đến cái hướng là lưu trữ dữ liệu ở trên Firebase, real-time database hoặc là trên cloud Firestore. Đó. Ngoài ra trong này nó còn có thêm những cái dịch vụ rất là gần như là kiểu dạng nó độc quyền ấy. Ví dụ như thằng này, thằng cloud messaging. Cái thằng này á thì là nó sẽ, nếu mà đặc biệt là trong mảng làm mobile hoặc là notification ấy, thì ví dụ như các bạn thấy là ví dụ như các cái ứng dụng của chúng ta, ví dụ như là Lazada hay là Shopee chẳng hạn, thi thoảng nó gửi một cái notification về máy điện thoại của các bạn, đúng không? Vậy làm sao nó biết được là ai đang cần cái dữ liệu gì, cần thông tin gì, hoặc là số tài khoản của người ta là bao nhiêu để nó có thể gửi được cái thông số về? Thì thằng cloud messaging này nó là cái thằng làm cái việc đấy, tức là nó sẽ giúp cho các cái ứng dụng nó đẩy được cái notify từ server web về máy tính. Đó, thì cái này nó free cho mỗi ngày là bao nhiêu nghìn cái message ấy, nhưng mà sau vượt cái số đấy thì nó sẽ thu tiền. Đó, còn A/B testing này thì là nó sẽ test, nó có một cái môi trường, bọn này làm ra một cái môi trường test rất dã man, đó là test ứng dụng mobile trên nhiều thiết bị khác nhau và nhiều cái kích cỡ khác nhau, thậm chí là nó có hàng mấy nghìn cái một lúc cũng được, miễn là các bạn có tiền đủ để cho nó chạy. Còn lại là ví dụ các bạn hãy tưởng tượng cái việc mà làm ứng dụng mobile ấy, đặc biệt là bên phía Android ấy, thì nó rất khổ,
bởi vì Android cái kích cỡ màn hình của nó không được thống nhất, nó không giới hạn đến kích cỡ màn hình, mỗi một hãng lại có một kích cỡ, một cái tỷ lệ màn hình khác nhau. Dạ, thì để test được một, để viết ra một cái app mà tất cả các máy điện thoại đều có thể dùng được, nó khổ lắm. Có thể chạy ngon trên máy này nhưng mà với cái máy có kích cỡ lớn hơn một chút hay nhỏ hơn một chút thì nó bung bét ra. Thì đến lúc đấy là người ta cần thằng A/B testing này để test cái ứng dụng trên các cái màn hình, trên các cái tính năng của các cái máy tính này, và nó test tự động luôn, không cần nhờ con người. Báo cáo thống kê thì đây là hai cái cực kỳ mạnh của thằng Pipebay này. Thì chúng ta biết thêm một vài thông tin để chúng ta sau này chúng ta có cái mà dùng. Được chưa? Còn đây nữa, authentication này thì chắc là có ông Đạo dùng này, là đăng nhập bằng tài khoản. Đó là một vài cái thông số mà chúng ta, tôi có thể cung cấp thêm cho chúng ta. Thì sau này nếu mà các bạn có thời gian, học xong môn này có thời gian nghỉ, chúng ta có thể bọc bạch làm một cái website quản lý ABCXYZ bằng toàn bộ bằng Angular hoặc cộng với lại Firebase database. Đấy thì sau này nó sẽ rất có lợi cho các bạn khi các bạn đi xin việc. Được chưa? Rồi ok, còn bạn nào thắc mắc gì nữa không? Nếu không còn ai thắc mắc gì thì ngồi trật tự nha, tôi sẽ ngồi tôi đi tôi chấm bảng. Được chưa? Thế thì tích lỗi cho em được không ạ? Share đi. Vâng. Chứ sẽ không tích được nhưng mà cứ share đi. Thôi nhìn chưa thấy. Dạ. Đây em bị có cái này. Uncatch impromise non erode school service. Đây là màn hình nào của em đấy? Em cũng không biết ạ. Hình như của app module hay sao ấy ạ. Mà app module em không báo lỗi gì. Em vào Chrome remote desktop đi xem nào. Là sao thầy? Remote desktop. Để tôi remote desktop máy em mà. Nè. Rồi sao nữa thầy? Đến đây rồi. Đây. Vào trong cái đường link của thầy ạ. Không, em vừa cài cái app rồi thế. Em kích vào cái app đấy, đây. Kích vào Chrome Remote Desktop này, đây. Đây. Tắt mẹ đi. Em vào cái đường dẫn tôi gửi ấy. Đấy, rồi okay, em bấm cái nút tải xuống kìa. Thêm vào Chrome đi. Rồi chờ tí nó tải, đừng kích vào đấy nha. Đừng kích vào đấy. Chờ tí. Rồi chọn chấp nhận và cài đặt. Hàng của Google thì mình cứ dùng thôi. Rồi ok đi, tạo mã. Xong gửi cái mã đấy vào phần chat cho tôi. Em gửi rồi thầy ạ.
Ừ. À, được rồi ạ. Rồi kia đây. Thì chả được. Mà đây là thiếu cái gì ở đây? Hả? Nó thiếu cái gì đấy ạ? App module. Em chưa khai báo cái service vào trong app module. Hiểu không? Vâng. Tức là em mới tạo nó ra thôi nhưng mà em chưa khai báo ở đâu cả. Tức là kiểu dạng như em lấy vợ chui ấy. Em không đi đăng ký kết hôn. Vâng. Được chưa? Rồi ạ. Còn ai có gì nữa không? Đây, chờ tôi tí nhá. Thank you.